quay trở lại kênh channel của công ty cà phê Lion. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị 9 lỗi mà anh chị hay mắc phải trong quá trình kinh doanh cà phê pha máy. Đây là clip cực kỳ quan trọng, vì thế anh chị hãy tập trung lắng nghe những gì chúng tôi hướng dẫn. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng máy pha cà phê CRM 3002. Đây là máy pha để ví dụ trường hợp anh chị xài máy pha khác, anh chị vẫn có thể áp dụng những cái lỗi này. Chúng ta sẽ bắt đầu lỗi đầu tiên là lỗi quên cách bảo quản cà phê. Thông thường anh chị hay hiểu sai cái từ là bảo quản cà phê. Bảo quản cà phê tức là anh chị không phải để cà phê ở một chỗ khô, như là chỗ khô không ẩm ướt, không phải là cách bảo quản cà phê như vậy. Cách bảo quản cà phê mà chúng tôi muốn nói tới đây là cách bảo quản cà phê trên cái máy xay này. Anh chị sau khi bán xong một ngày, anh chị phải cho vào hũ như như chúng tôi đang bỏ vô đây. Hạt thì anh chị sẽ bỏ vô hũ, một hũ riêng. Rồi bây giờ bột chúng ta sẽ bỏ vô một cái hũ riêng. Tôi xin nhắc lại, bảo quản cà phê là bảo quản theo cách này, chứ không phải là kiểu anh chị để hạt ở trong bịch rồi để ra chỗ khác. Đây là lỗi anh chị hay quên. Sau một ngày anh chị bán xong, anh chị sẽ để cà phê ở trong máy xay qua đêm. Rồi ngày hôm sau anh chị bán lại, nó sẽ làm cho cà phê không pha ra, không có lớp rama, tức là lớp bọt đó, pha không thơm và dòng chảy không kẹo. Đó là những tác hại mà anh chị quên cách bảo quản cà phê. Trường hợp thứ hai là anh chị quên cách làm nguội. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ như sau. Đây là một ly cà phê chúng tôi giả sử như mới pha xong. Anh chị sẽ không làm nguội mà bỏ đá thẳng trực tiếp vào ly cà phê đưa cho khách. Khi cà phê đang nóng, anh chị bỏ đá trực tiếp vô đây, nó sẽ làm cho cà phê mất mùi, không thơm. Nó sẽ làm cho cái chất lượng cà phê giảm xuống và rất là tệ. Đây là cái nguyên nhân mà nhiều người tiêu dùng không quay lại mua của anh chị, là một phần là lý do này. Trường hợp thứ ba là anh chị hay gặp phải là anh chị thao tác sai làm cho cà phê bị khét. Nhiều anh chị phản ánh là công ty cà phê Lion cung cấp cho mình cà phê khét nên anh chị pha ra bị khét. Đó là điều sai lầm. Ok, tôi sẽ dành 30 giây để chứng minh. Đây là sản phẩm của công ty cà phê Lion nằm ở phía tay trái này, ly màu vàng này. Đây là sản phẩm rang theo kiểu medium, tức là rang vừa. Màu sắc của hạt là không bị khét, không đậm. Còn anh chị nói là rang đậm thì sẽ là rang theo kiểu này, là cái sản phẩm tôi đang ly màu đen này. Đây anh chị thấy không, sự khác biệt về màu sắc được thể hiện rõ qua hình ảnh. Anh chị đang xem, hạt này mới là rang đậm, chứ không phải là hạt rang đậm là như thế này. Vì thế anh chị hãy yên tâm sử dụng sản phẩm cà phê của công ty cà phê Lion. Chúng tôi cam kết, chúng tôi đưa cho anh chị những sản phẩm chất lượng tốt nhất để pha máy. Sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra những cái lỗi mà anh chị thao tác làm cho cà phê bị khét như sau. Sẽ có hai cái thao tác bị sai. Thao tác thứ nhất là anh chị nén nhấn tamper quá chặt. Khi anh chị bỏ bột cà phê vào tamper, anh chị vẫn làm thao tác như bình thường. Đây, đây là cái khúc mà anh chị sẽ làm cho cà phê bị khét đây. Anh chị sẽ nhấn cà phê một lực quá mạnh so với thông thường.
thì cái ly chiết xuất ra nó sẽ khép. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là anh chị trình độ xay quá mịn so với độ xay yêu cầu. Khi anh chị trình độ xay quá mịn này thì anh chị sẽ làm cho cà phê bị khép. Chị Duyên có thể trao đổi thêm những kinh nghiệm làm sao để biết độ xay mình bị mịn không ạ? Về kinh nghiệm á, thì sau khi mà xay ra á, mình sẽ sử dụng đây. Sau khi xay ra mình sẽ lấy một ít bột lên cái đầu ngón tay của mình. Chúng ta sẽ lấy cái tay cái và ghi nó vào cái vân tay của mình. Nếu mà trong quá trình mà các anh chị, ví dụ đây. Đây, sau khi mà xay xong á, mà các anh chị thấy cái bột mịn như bột mì mà dính vô cái đường vân tay của mình thì nghĩa là mình đã xay quá mịn. Lúc này mình cần phải điều chỉnh lại cái độ xay của mình. Còn nếu mà sau khi mà xay xong á, mà các anh chị vạch đường như vậy nè, nó không có đóng bột ở trên bột trên đường cái đường vân tay của mình, nghĩa là lúc đó cái độ xay này là đã chuẩn rồi nha các anh chị. Trường hợp thứ tư là khi anh chị hay mắc phải là trường hợp thứ tư này. Đây là trường hợp anh chị pha ra dòng chảy không kẹo, không có lớp ra mai. Tại sao vậy? Tại vì anh chị sẽ do anh chị xay, độ xay quá to hoặc là lực nén không chặt và bảo quản không đúng cách. Thì trong trường hợp thứ tư này chúng tôi sẽ bắt đầu ví dụ để cho anh chị hiểu được là tại sao anh chị không có lớp ra mai. Trường hợp anh chị pha ra dòng chảy không kẹo, không có lớp ra mai là trường hợp mà anh chị hay bị mắc phải trong quá trình kinh doanh cà phê pha máy. Thì sẽ có 3 cái nguyên nhân mà anh chị bị tình trạng này là do độ xay to. Hoặc là lực nén mình không chặt. Và cuối cùng là anh chị bảo quản không đúng cách. Thì chúng tôi sẽ ví dụ cho anh chị là cái cách mà mình pha ra không có lớp ra mai. Mình có thể lia vô trực tiếp. Anh chị có thể để ý dòng chảy cà phê rất là nhanh, sợi to. Chị Duy có thể nói thêm, chia sẻ những kinh nghiệm về trường hợp này không ạ? Giống như các anh chị đã vừa nhìn thấy á, thì cái khi mà cái dòng chảy lúc này nó chảy ra á, nó rất là nhanh và cảm giác nhìn vô á, nó sẽ rất là loãng. Đây cái lớp rema nữa, cái lớp rema là cái lớp màu nâu này các anh chị, nó ra rất là ít và mỏng. Đây em có thể xoay đây, nó tan rất là nhanh tại vì khi mà xay to như vậy á, nó không có lực nén rồi không có áp suất nó đi qua nó quá nhanh làm nó không thể nào đẩy ra được cái lớp bọt rơ ma đó ngon được nha các anh chị. Đây nó tan rất là nhanh, cái màu nước cà phê rất là loãng nữa. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ bắt đầu vô trường hợp thứ năm. Trường hợp này tôi sẽ đóng vai mình là một người chủ quán hoặc là người uống tại điểm bán của anh chị. Anh chị phản ánh như sau: cà phê tại sao nó nhạt loãng và không có mùi thơm. Thì trường hợp này sẽ do những nguyên nhân sau. Thứ nhất là anh chị xay to, độ xay của mình chỉnh quá to thì khi đó thì nó sẽ không có mùi thơm. Thứ hai là do lực nhấn của mình. Thứ hai là mình nhấn của mình chưa đúng cách. Thứ ba là anh chị quên cách bảo quản cà phê.
là cuối ngày anh chị không bỏ cà phê vô hũ nhựa. Và cuối cùng là anh chị quên cách làm nguội đi. Thì bốn cái nguyên nhân này sẽ làm cho cà phê bị nhạt, loãng và giảm mùi thơm. Trường hợp tiếp theo là trường hợp anh chị kêu cà phê, tại sao cà phê của tôi nó có vị chua? Thì vị chua này anh chị vui lòng báo cho công ty cà phê Lyon để chúng tôi đưa ra cái hướng xử lý tốt nhất. Trường hợp tiếp theo anh chị kêu cà phê, tại sao cà phê quá đắng? Chị Duyên có thể nói thêm là có một số khách hàng kêu là công ty cà phê mình, cà phê của công ty mình nó đắng quá thì mình sẽ xử lý như nào ạ? Và trước khi mà đưa ra một sản phẩm nào ra ngoài á, thì bên Lyon có đội ngũ là chuyên về QC sản phẩm trước khi đi ra thị trường. Thì nếu mà một sản phẩm đang hiện tại mà có một khách hàng kêu đắng á, thì trước tiên chúng ta phải xem lại cách nhấn tamper. Có nhiều anh chị nhấn tamper quá chặt gây cà phê nó bị cháy và nó sẽ gây đắng. Có nhiều khách hàng nghĩ đó là cái vị nó bị đắng khét. Còn cái thứ hai á, là có thể là tùy thuộc vào cái khu vực của anh chị mà cái khẩu vị của cà phê nó sẽ khác nhau. Có thể cái khu vực này đối với cái vị cà phê đó người ta ưa chuộng, nhưng mà đối với cái khu vực đó người ta sẽ kêu là đắng quá. Và nếu trong cái trường hợp đó mà muốn xử lý nhanh nhất đó là chúng ta sẽ tăng cái lượng đường. Tăng lượng đường lên. Đúng rồi, tùy khu vực mà chúng ta sử dụng hoặc là cái vị đường nó khác nhau. Có thể miền Tây người ta thích ngọt nhưng mà miền Nam người ta thích uống đắng. Đối với lượng đường thì anh chị có thể tăng lên, một ly cà phê anh chị có thể tăng lên từ 12ml tới 15ml. Còn lượng chuẩn của công ty cà phê Lyon là 10ml. Rồi tiếp theo, trường hợp thứ 8 là đối với trường hợp mà một điểm bán anh chị có nhiều người pha, thì anh chị sẽ nên sử dụng nút pha tự do. Đối với máy pha SRM này thì đây là nút pha tự do. Còn các dòng máy khác, anh chị nào thắc mắc vui lòng comment phía dưới, chúng tôi sẽ hướng dẫn nút pha tự do là nút nào. Trường hợp cuối cùng là trường hợp anh chị sử dụng ly Mandy của Lyon lắc sau đó bị bể bục hoặc là bị nứt. Chị Duy có thể tư vấn thêm về trường hợp này không ạ? Về trong quá trình mình lắc á, thì đối với nam và nữ á, cái lực lắc của họ sẽ khác nhau. Nên khi mà các anh chị đối với nam á là mình chỉ lắc mạnh tối đa 3 lần thôi. Còn đối với nữ á thì mình có thể lắc 5 lần. Không lắc nhiều quá. Khi lắc nhiều quá các anh chị lắc cái lực đang khít như vậy mà cái lực hút nó lại nó móp cái ly như thế này. Mà các anh chị cố gắng các anh chị lắc mạnh hơn nữa, nó tất nhiên là nó sẽ hít mạnh quá thì nó sẽ gây bể cái ly, nứt cái ly. Cảm ơn chị Duyên đã chia sẻ. Thì đây là 9 lỗi mà anh chị hay mắc phải trong quá trình mình kinh doanh cà phê pha máy. Tôi xin nhắc lại, đây là clip cực kỳ quan trọng, anh chị phải coi và phải né trước khi mình kinh doanh để mình sẽ có một cái lượng khách hàng trung thành và ổn định. Họ uống xong họ sẽ quay trở lại điểm bán của mình. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn.